À, nay có 500 người Chinese diễu hành ở Chợ Lớn ăn Tết Nguyên Tiêu. À, thế anh Duy nghĩ sao về văn hóa người Chinese tại Việt Nam? Nghĩ móc gì 54 dân tộc anh em? Nghĩ gì giờ? Em kỳ thị à? Còn nếu mà sai pháp luật ở chỗ nào quá đáng thì nhà nước xử lý, ok? À, ngày 3 tháng 5 vụ trái phiếu một thời sẽ được đưa ra ánh sáng rồi anh. 5 tháng 3 là vụ Vạn Thịnh Phát hay vụ gì? Cái vấn đề đưa ánh sáng ánh tối gì không biết, thấy số người ta gào thét mà khóc quá trời khóc luôn. Anh thấy cũng biết binh đường nào luôn mấy em. Ví dụ như giờ gặp cướp bắt cướp được là chuyện, mà có lấy được đồ nạn nhân không là chuyện khác nữa. Nạn nhân ví dụ như là em ra đường em bị cướp rồi xong rồi mấy em mất 100 triệu đi, xong rồi cái bắt đường cướp đó mấy em vui một mà nhận được 100 triệu kia mấy em vui 100 lần. Tại nguyên tắc là đồng tiền đi liền khúc ruột mấy em. Nói về bóng đá Việt Nam đi anh ơi, của hạng ngoài 100 là nói gì nữa mày ơi. Ngày xưa có cái hạng thôi là để ý kia để gọi là từ mình an ủi. Bây giờ cái hạng cũng còn nữa, đúng không? Ngày xưa có cái hạng dưới 100 hơn Thái này nọ, an ủi còn Thái Lan bố láo lấy ra, à tới hạng hơn nhà cậu, cậu bình tĩnh nha cậu, thời cậu đã qua đi, giờ thời tớ nhé. À, giờ xong luôn. Tại sao Việt Nam không có luật về rượu bia? Có đó ba, nghị định 100 ra đường phạt xe cũng chết luôn đó. Mà không biết cái vụ mà bán bia có bán cho 18 tuổi không đó, chưa biết. Cái gì à, VinFast thu gần 1,2 tỷ năm 2023. Chưa có báo cáo tài chánh không biết. Tức là cái bài báo nó dựa trên số xe bán được nhân tiền đó thôi. Thì bạn phải coi báo cáo tài chánh. Tức là báo cáo tài chánh nó có cái lượng. Thứ nhất là ví dụ như cái xe bàn giao đó đã trả hết tiền chưa, thì nó sẽ hiển thị trên báo cáo tài chánh. Ví dụ như cái đó mà nó hiển thị hết tiền thì đó là doanh thu thật. Doanh thu thật xong trừ chi phí ra lợi nhuận. Còn trên nó nếu mà nó không trả hết tiền thì nó sẽ không hiển thị ra doanh thu thật. Nên cái đó chưa nói được gì cả, chỉ là cái tựa bài báo thôi. Anh Duy nghĩ sao chạy xanh SM một ngày 500k mà học đại học ở Việt Nam ra trường làm ngày 200k. Cái thằng học đại học ở Việt Nam làm 200k thằng đó dở ạt khỏi bàn. Còn cái thằng mà chạy mày nói ngày 500k đúng không? Mày đưa cho tao một cái statement nguyên tháng chứ không thể nào nói chuyện một ngày được, không ai nói chuyện một ngày hết á. Cái câu của em giống y như ừ làm nay một tháng 6k mà đi làm văn phòng tháng 4k đó y chang, nhưng mà 4k nó kèo trên mày ơi. Tao phân tích nhiều lần rồi, bạn neo cái cọc đúng không? Không ai kỳ thị ngành nghề, nhưng mà chính các bạn đang kỳ thị ngành nghề và chính các em cũng đang kỳ thị ngành nghề. Người ta nói cực chẳng đã khổ thế bà luôn, mới gọi là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hít bụi cả ngày, phơi nắng phơi sương. Đổ, đang ăn cơm có khách bỏ tô cơm đó chở khách xong ăn tiếp, cái đó là cái đánh đổi, cái đó là cái khổ. Mình gọi là mình nói chung là trong trong hoàn cảnh đó, cái đó là cơ hội tốt nhất của mình thì mình làm. Còn mà đi so sánh với kiểu như em á thì anh trình bày kiểu như anh, còn cứ cho là chạy chạy taxi đi một ngày là được 500k, một tháng là được 15 triệu đúng không? Ăn 15 triệu đó trường sinh bất tử chưa? Mới đặt nổ. Thì tại sao em không nghĩ là ừ trong hoàn cảnh này có tiền đắp đổi qua ngày đỡ, sau này mình đi tìm nghề khác mình làm tốt hơn. Đi làm văn phòng là gì? Chất lượng ngày càng cao, lương ngày càng tăng. Còn cái chuyện mà đi chạy xe ôm hả? Chất lượng ngày càng giảm, thu nhập ngày càng thấp. Đúng nhận xe cải nào? Bây giờ mày 18 tuổi sức mày dai mày chạy nhiều, tới năm mày 60 tuổi mày chạy lại thằng 18 tuổi không? Còn người ta làm văn phòng tới năm 60 tuổi lương ta tới cái gì rồi? Và kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm ta tới cái gì rồi? Chứ kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm nó nằm ở chỗ đi bắt cướp rồi đi đổ xăng. Ok, riết là nhận thức lệch lạc, coi thường học vấn. Là đúng nhận sai cãi nào mấy em? Tại vì Vin làm ăn với bên Ấn, với Indo có đỡ khổ hơn bên Mỹ không anh Duy? Đỡ khổ hơn là sao nó không hiểu. Tức là giờ mình cầm tiền mình đầu tư nước ngoài thì nước ngoài nó sống là nhà mình, lúc đó mình kèo trên nè mấy em. Mình cầm chừng 2 tỷ đô đó mình đầu tư cho nó, mình tạo công ăn việc làm cho nó, mình tạo hạ tầng cơ sở cho nó này nọ kia là nó mang ơn mình nhiều lắm luôn á. Trong luật kinh doanh quốc tế, cầm tiền đầu tư là kèo trên nha. Lúc đó là vị thế mình lên lắm. Giống như giờ Samsung qua đầu tư mình á, nhiều khi ok mình kèo dưới, thôi kệ đi, nhịn nó đi. Nhưng mà ngược lại mình cầm tiền qua hàng đầu tư á, lúc đó là còn lại đi. 2 tỷ đô chứ không phải giỡn đâu. Cái gì vậy? Anh nghĩ sao về cao tốc Việt Nam? Trời ơi, cao tốc giờ lên báo ghê lắm em, báo quốc tế lên luôn mà. Em nghĩ coi bây giờ á, ngoài cao tốc của Mỹ, với ngoài cao tốc của Trung Quốc, với ngoài cao tốc của Đức đồ đó, thì mấy cái đứa nhỏ làm gì lên báo quốc tế? Theo anh Duy thì ngành kinh doanh có tuổi trẻ muốn lập nghiệp ạ. Lập nghiệp thì làm công lương làm mướn đi, chứ mày muốn kinh doanh cái gì trời ơi. Mày chưa thấy một đống thằng nó bể nợ nó chết gần hết rồi hả? Toàn đi lùa gà quy đâu giống ảo láo không chứ táp gì. Ăn học thì không có đòi start, cái đó là cái bệnh ngáo. Nó thiệt cái tỉnh ngộ đi mấy em, đừng báo gia đình nữa. Muốn làm gì thì làm, cũng phải có trình độ. Thì muốn khi mà các bạn có trình độ rồi các bạn làm gì cũng được hết á. Còn đã không trình độ mà tối ngày start up, bao nhiêu con start up rồi giờ chết ngắt rồi, mở quán bán quần áo cũng start nữa, mở quán trà sữa cũng start nữa. Rồi giờ trốn đâu hết rồi? Tỉnh ngộ đi, trời gia đình khổ lắm mày ơi. Nuôi cho mày khổ rồi giờ lo vốn cho mày nữa chết luôn. À, Mỹ Anh ủng hộ thủ tướng Hà Lan kế nhiệm tổng thư ký NATO. Hà Lan đỉnh của chóp rồi mày ơi. Tao nói mày rồi, Mỹ Hà Lan là trùm mấy cái NATO với EU rồi. Khỏi ủng hộ cũng lên. Ông Biden hiện đang ủng hộ ông Mark Rutte trở thành tổng thư ký tiếp theo của NATO.
trong khi các nước Đông Âu thì ủng hộ tướng Estonia, người bị Nga truy nã. Thì Đông Âu đương nhiên phải binh phe Đông Âu rồi, đúng không? Hà Lan Tây Âu mà. Chia hai phe Đông Âu độc lộn Tây Âu với em. Nhưng mà nếu mà cái ông Đông Âu mà ổng được đó là một thành công rất lớn đó. Nhưng mà nói thiệt giờ phe Tây Âu chưa tin phe Đông Âu đâu. Mấy em nghĩ là Tây Âu có tin Đông Âu không? Tại sao đảng Cộng Hòa cứ ngăn chặn nghị viện chi viện cho Ukraine vậy anh? Họ gì? Họ muốn Nga win à? Nói chung là đảng Cộng Hòa đang lợi dụng Ukraine để ngồi đó ép ông Biden vô nhập cư. Vậy thôi chứ không gì trơn trọi đó. Xong rồi cái đó mới hài nè. Cứ giờ ông Biden ông ghét là ông nói chuyện nữa. Ông đi qua bên Cali ông muốn cà phê với thằng Tài rồi. Mà có cái ông mà gọi là lớp trưởng lớp hạ viện, ông tên là Johnson, ông này mới lên, mà cái ông trưởng này không có thật quyền. Bây giờ là con cái gói cái dự luật đó là chuyển tới hạ viện rồi. Ông Johnson ông đang cặp, xong ông đòi hẹn ông gặp ông Biden để ông thương lượng với ông Biden. Rồi cái ông Biden nó kêu chủ mày ra đây. Ông Biden nó sốc lắm, kêu chủ mày ra đây. Ý ông nói là ông không có quyền thì ông không có tư cách hẹn tôi, nên tôi không gặp ông, tôi đi qua bên kia tôi chơi, tôi uống cà phê, gặp tài trần tôi lo chuyện tôi. Thì em hiểu cái câu á mà ông nói á, kêu chủ mày ra đây là ý sao không? Nếu Nga với Ukraine có hòa thì kinh tế có quay lại thời 2017 với 18 không anh? Chiến tranh Nga Ukraine ảnh hưởng khỉ khô tới kinh tế, ảnh hưởng tới châu Âu thì may ra có thôi, chứ Việt Nam mình bị gì đâu. Chỉ có một vụ nhỏ thôi, không phải là vụ chiến tranh Nga với Ukraine, mà là một công ty của Nga bị Mỹ cấm vận, công ty đó đang làm ăn ở Việt Nam, cú đó rất nặng. Nó kinh tế nó bị suy thoái là do suy thoái chứ không phải do chiến tranh Nga với Ukraine. Suy thoái đây là gì? Dịch Covid qua đi, tài sản tích lũy ăn xài hết trơn không còn nữa. Rồi xong rồi á, ở bên phương Tây thắt lưng buộc bụng không nhập đơn hàng, thì đó là suy thoái thôi, chứ có gì đâu. Với bất động sản thì ra những cái luật khó hơn, và bất động sản mấy cái bong bóng nó nổ nữa, thì đó nó dẫn tới suy thoái. Tiền thì tập trung bất động sản quá nhiều, nhà người người bất động sản, thì giờ tiền nó bị chôn vô cục, đang ôm cái nhà không biết nên bán hay là nên để. Đó là suy thoái thế thôi, tiền đóng cho ngân hàng hết, ngân hàng luôn lợi nhuận đó.